nó phá gì nữa đâu nội con. Ơi hôm nay cá nó ba má để con sẽ làm nó không? Hột vịt tám con. Cha Nhóm có làm được không đó? Ô ba cái đồ quỷ chúng ta làm nhòi gì con? Con làm đồ professional mà. Cám ơi, Tám kể về má Cám đi. Trời ơi, mày tao nói cái này xong cái hả? Người ta nói tao nhiều chuyện mày hiểu không? Trời ơi, người ta nói tao bà Tám. Tao nói mày nghe ha, tao nói cho ai lạ đâu nghe, tao nói mày thôi nha. Trời ơi, Cám nó ô môi để cho mày biết. Nó ô môi đó, trời ơi. Con của nó thì không chứ nó ô môi để cho mày biết. Trời ơi, ghê chưa? Tám nói nghe tao nói nhiều chuyện nè, trời ơi. Gì trời? Chị Tiên ăn hết miếng khóm mà không gỡ khẩu trang. Thương nhá. Rồi ok, hôm nay Tiên sẽ ăn miếng khóm mà không gỡ khẩu trang cho mọi người xem nha. Quy tính nha. Số này bữa nay ngộ nha. Ngộ thiệt á. Má Cám xô cắt đi. Có cái cắt không mà tụi mày cứ vô hết live stream rồi tới comment tụi mày nói gì hoài hả mày? Trời đất mày không tay coi chắc tay ảnh gì? Ủa má nói với bà số tay ảnh gì vậy? Mày đang live stream nè mày không thấy hả? Rồi sao nơi mày đặt tập tành live stream cái gì? Trời ơi, tối nay có chương trình ngôi sao live tháng 3 đó mày vô mày coi tao live stream đi kìa. 5 giờ chiều tới 6 giờ chiều mỗi ngày ép đi đây trung tình luôn em ơi. Ủa chi vậy má? Tao biết nói gì quý vị ơi, trời ơi tao đang live stream luôn hay gì đó thì vô coi đi đó kìa. Má Cám nhét cây chổi vô lỗ mũi đi. Tao nhét cây chổi vô cái nết này luôn bây giờ như mày. Nói nổi rồi. Nha mọi người, trời ơi, từ 5 giờ chiều mỗi ngày này từ đây tới tháng 3 nha. Tôi live stream mỗi ngày luôn, nhớ vô coi nha mọi người ơi, nhớ vô coi ủng hộ cái cho mình. Shipper kiếm mày kìa. Con biết rồi, con lấy rồi, không có bơm hàng người ta. Tiền thì không có ăn mở đó mua đồ suốt ngày. Trời ơi coi nghe mà buồn túi ruột trong khi mình mua áo mới cho má mình đó Quy ơi. Cái này thì ta chấp nhận nè, đồ đẹp hơn. Đúng là con trai của ta mà. Được cái má thì dài cũng được. Ok luôn. Tan, chụp như vậy nè. Thấy mà tức. Ok. Mỗi khi mẹ tôi kêu đi mua đồ. Ý ơi, Ý à, kêu con có chuyện mẹ. Tao đưa tiền là lấy tiền chạy là bà Tám mua cho Đức Mắm, giờ làm ra ăn cơm hết Đức Mắm rồi kìa. Ơi con đi đâu chạy ra cũng chết đi, chiều bát ra đi, giờ đi cũng bể đầu quá. Đi nhanh lên nha, rồi tao cho mày cặp đất mà ăn nha. Nha, mày không đi mày. Tao mới đưa con có 10.000 vậy còn thiếu đâu đủ tiền đâu, thiếu 5.000 lận. Sao thiếu? Ngõ ngang tôi nhớ một cây 10.000 làm sao thiếu được hả mày? Mày 5.000 tiền ship chứ, trời ơi thời đại này rồi cái gì cũng cần tính tiền ship chứ. Tiền ship nữa hả? Tao ship cho mày một cái là mày ship với mày cho mày. Đấy cho con kìa. 5.000 mà cũng được nữa, biết rồi đi mua liền. Ủa nãy mẹ kêu mình mua gì quên tiêu ta? À nhớ. Mày đi mua đồ cho tao chứ mà mày ngồi đó vậy? Con mua gọi rồi đó, mới lại nó coi tao để anh biết đó. À cứ làm đi. Rồi. Gì đây Ý ơi? Ơi đang cho bò ăn rồi không cho bò ăn mà chữ nữa đó. Mày mua gì đây hả? Tao kêu mày mua gì đây? Có quên gì đâu thì mới dặn mua nước ngọt đó, thì mua 3 chai nước ngọt luôn đó, có quên gì đâu hả? Mày quên gì phải không? Mày quên gì phải không? Mệt quá trời luôn, không hiểu luôn á nè. Có 2.000 tiền dư à, cũng cho nữa nè, không trả nè hả? Đó, uống ngọt má Quy mới uống nè. Uống thôi làm dữ trời. Đôi khi cũng bức xúc lắm chứ bộ. Tiên à, tao đi ruộng á mày, nhà mày coi kêu Ý đi phụ mày dọn dẹp nhà cửa cho gà cho vịt đồ ăn nghe chưa? Con biết rồi, con đi kêu nó làm phụ liền. Mới đi. Ấy phụ tao làm chuyện nhà kìa, mẹ kêu kìa ở đó nắm điện thoại hoài đi. Thì chị làm đi, cho em cáo lệnh nha, liền phụ liền. Không nghe ngồi về má chửi đất triệu à. Làm luôn đi rồi mình sao? Ấy là ai đã phụ táo tay. Tài ở làm chứ làm dữ vậy Tư. Đại thì thủ tao làm rồi hết trơn rồi. Đi có thợ mài đi. Tao làm có gì hình chút đây. Trời ơi cái cây nó ngã vậy. Ủa ấy là con Tiên đâu mà không phụ mày mà mày làm của mình vậy? Chị hai làm coi truyền hình chồng mẹ. Trời ơi để nằm coi truyền hình nãy giờ nó có phụ mày làm không? Nhà này coi không làm không chứ chỉ nãy giờ chỉ dòng coi truyền hình chứ có ai làm đâu. Biết gì đâu. Con nhỏ này. Mẹ mới về hả? Trời ơi con gái con lúa mà làm biết vậy rồi sao bốc cái chồng của con gì? Con em mày kìa, chưa ăn cơm đi học bài nó làm cũng chết luôn mày nằm đây coi truyền hình. Buồn nào hơn đêm nay. Ủa máy đâu vậy? Tôi đi làm tóc mày ơi, tóc dứt tới nơi là cắt dài nhìn mệt quá à, tôi đi làm tóc mới. Chị gái, trời ơi, nay chị đẹp quá trời luôn, nay chị muốn làm tóc sao làm cho nè. Làm sao đẹp đẹp cưng chị giao cưng lắm, chị không biết gì đâu, trời làm sao đẹp đẹp quá cưng. Vậy chị hả chị, vậy chị cắt tóc ngắn đi, cắt tóc ngắn hỏi với chị ơi, trời mặt chị đàn ông với bà luôn kìa. Thôi trời ơi, nghĩ sao mặt chuyện vậy mà cưng kia đi cắt tóc ngắn nhìn mặt chị giống trà xanh lắm, chị ghét con nó cưng ơi, chị không chịu đâu, cắt hết đi. Ôi em cũng cắt không nói thôi đừng cắt tóc ngắn chị ơi. Mà chị cắt cũng cắt sao? Cắt sao cũng được trơn á. Chị ơi cắt tóc gan gai đi, chỗ cắt gan gai giờ cắt má cũng đẹp lắm như Lisa luôn á chị. Ôi nhìn về có kỳ quá không vậy? Không chịu đâu, cắt vậy cha mẹ hàng xóm vậy chịu đâu. Trời đất ơi, cắt cái đầu như chó cạp thì chịu đâu cắt khác cưng. Chịu quá vậy chị muốn làm sao chị nói với em làm đi chị. Chị nói với em làm đi chị nha. Thì chị nói rồi cứ muốn làm sao làm đẹp được rồi chị không có yêu cầu đâu chị thiệt, chị không yêu cầu. Uống đi, chị uống đi rồi cái chị nhuộm lên là nó đẹp lắm, nó sáng như là nhìn nó trẻ trung nữa chị. Thôi chị không thích đầu này đâu cưng ơi, trời ơi làm tóc đầy về trang ổ gà mà chị nuôi nhà vậy cưng ơi không được đâu. Làm khác đi. Chịu nữa hả? Vậy chị muốn sao chị nói đi em làm cho, chị muốn sao chị muốn nhuộm màu gì chị nói đi em làm cho. Rồi cứ muốn làm sao cũng làm chị là chị không có yêu cầu, hỏi chân làm đẹp chị là được rồi. Vô tay em phải không? Rồi ok chị luôn. Ê nè, thấy sao nhìn giống gái Mỹ chưa, gái Mỹ đó. Trời ơi quýt cái đầu vậy trang bà ngoại vậy má. Trời ơi nào người ta đẹp vậy giống bà ngoại mày là sao? Nhìn kiểu có khác gì đâu. Nhìn kiểu tao vậy hả? Khi nhà bạn có chị có em. Mấy đứa ơi, nó kêu con gì không má? Đi mày ra mày lấy mấy cái áo cái quần để em giặt, mày ra mày để em đi giặt thôi. Bé ơi, cho thỏ ăn giùm tao, tôi chưa cho ăn nữa. Dạ, rồi đi liền. Cho thỏ ăn rồi thì nhớ bắt nồi canh lên nghe con. Chém bát đồ đũa luôn như mày. Sẵn tiện bay lại nhà bà Tám lấy 10 kg thì cho giật ăn luôn nha. Ủa dọn cơm đâu đi? Với cơm ăn. Trời ơi con gái con lứa không phụ cha mẹ được vậy cho mày coi đầu cổ mày kìa. Gái lứa mày giống ai không? Trời ơi con chuyện con mơ tùm lum không giúp được cái gì cho nó đồ kia giặt không giặt nữa. Biết vậy tao để biết con vịt lộn luôn ăn mẹ rồi. Giặt đâu đó cho mày. Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay khi ngoài kia bão tố. Ê dạ. Ê tóc mày nhuộm riết bây giờ vàng y chang lông chó. Y chang lông chó. Con đi nhuộm lại. Bố. Vậy. Trời má không chê em tóc nhuộm như lông chó là tức chết à. Rồi mày muốn nhuộm tóc màu gì? Nhuộm cho em màu nhẹ nhẹ thôi. Màu nhẹ nhẹ thôi. Ok. Đó con về đây nè. Giờ này mày mới về đó hả? Đẹp sắc sắc luôn. Đâu mày gửi cho tao coi coi. Tía. Tía. Ý à. Dạ. Đem vỏ đây cho má. Để con liền qua đi cho khỏi mắc công. Mày đem qua đây coi. Chơi cái trò gì mất dạy. Mày đừng có nghĩ mày chạy thoát được tao. Trong đêm một bàn chân bước. Hả? hàng xóm quay con. Ủa Cám, rảnh không chị qua chơi nè? Ủa chị qua chơi hả? Trời ơi, rảnh rỗi qua chơi mỗi ngày á. Trời ơi, qua ngồi nó dốc một xíu về mày ơi. Mà nghe nói con mới làm Sài Gòn hả? Trai em cũng mới làm từ Sài Gòn về chị. Mà gái chị lên Sài Gòn phải không? Con tao cũng mới về nè mày ơi. Ủa dạ, rồi nó làm gì trời? Nó làm mà trong quản lý hay giám đốc gì trong công ty lương thực thực phẩm ở Sài Gòn á, lớn lắm. Con trai của em làm trên ngành dịch vụ thẩm mỹ á, trời nó chị. Ai muốn đẹp á hả là phải qua tay nó hết, qua tay nó hết. Cái đất Sài Gòn là ai muốn đẹp là phải qua tay nó hết á chị. Trời, nó làm trong ngành là thẩm mỹ viện cắt đẹp thì sao nó sửa là cái bạn mặc cho mày. Nó nói sáu điều. Mặt chị có khác em không mà nói chi cho nó mệt. Nói gì nói chứ gái ruột thì giỏi dữ lắm cưng ơi, không ai bằng. Con trai em giỏi nhất. Con gái chị giỏi hơn. Con trai em giỏi nhất. Con gái chị giỏi hơn. Ủa gì tao mới qua chơi hả? Chị Cám mới qua chơi, ủa má mới qua. Ủa hai tụi mày biết nhau hả? Trời ơi má, sao mà không gần sao được. Nó dũa móng dạo kế bên xe bánh mì của con nè. Mà dạo này ế quá về dịch đó không? Mày như vậy hả? Tụi tao đi trang mày ế tính bà vậy. Trời ơi, bán bánh mì thì nói bán bánh mì đi. Công ty lương thực thực phẩm, công ty cung cấp thực phẩm. Trời ơi, 15.000 hồ. Thì chị mà hả, có nổ quá thì cũng tở một mười với cân thôi. Trời ơi, đừng đũa móc dạo, làm cho tí sắc đẹp. Trời ơi, tao còn tẩy á. Để coi má con nói ha, dịch dọc ở nhà chán chết luôn vậy. Đi đâu được trơn á. Ai cấm mày đâu, ngon mày đi rồi đi luôn nha. Dịch dọc đừng đem về đây à. Thôi mà cũng đỡ, làm vậy mấy bà sớm đỡ đi nhiều chuyện nói xấu người ta. Chắc xôi không được ha. Nói thì giỏi, dễ với mấy mẹ đó không xôi. Chứ má thấy không, cấm ở nhà hết trơn rồi, mấy người đâu đi xôi mối người ta được đâu. Kìa, mày nhìn thử đi. Bà con ơi. Ê bà kia, làm gì đu vừa trưa nắng vậy? Tôi đi bé vừa uống. Chứ ai rảnh nó quan tâm chuyện cho bà. Trời ơi tôi không có dòm đâu. Ủa mà cây dừa của tôi mà. Mà cây dừa của tôi mà. Ủa gì ai biết đâu. Số hổng cầm lo chuyện mơ đông. Đi đi, ở đây không có ai mua vé số đâu. Không, chị vô bán gì ăn chứ chị không bán vé số. Mà chị cũng không phải là người bán vé số. Nghèo mày đặt đú.